Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt trên đường số 10 thuộc khu đô thị Lớn Biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Và tại đây mình xin giới thiệu với các bạn một căn nhà với kết cấu một trệt một lầu. Và hiện tại căn nhà đang được chủ nhà chào bán. Về diện tích, căn nhà sẽ có chiều ngang là 5m và chiều dài là 23,71m, tức là chúng ta sẽ có 118,5m² để xây dựng và sử dụng. Và loại đất là đất ở tại đô thị thổ cư 100%. Đây là vị trí của đường số 10, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Căn nhà sẽ nằm gần với đoạn giao cắt giữa đường số 10 với đường số 11. Và những con đường ở khu đô thị Lớn Biển Tây Bắc thường sẽ có chiều rộng là 7m, xe ô tô ra vào rất là thoải mái. Và căn nhà cũng có hướng chính là hướng Tây Bắc. Phía trước căn nhà chúng ta sẽ có một vỉa hè với độ rộng 5m. Độ rộng này thì các bạn có thể đậu được xe ô tô rất là thoải mái. Và vị trí của căn nhà so với mặt bằng xung quanh, chúng ta sẽ thấy phần nền được tôn lên rất là cao và nổi bật lên so với những cái vị trí xung quanh các bạn. Đây là một trong những cái lợi thế của căn nhà mà mình muốn giới thiệu. Và phía trước sân nhà thì chủ nhà cũng để sẵn một bộ bàn ghế đá để cho các bạn tiện sử dụng. Và đây là phần mặt trước của căn nhà, đoạn nằm ở phía tầng trệt. Phần mặt trước thì được bọc alu ở phía trên, rất là sang trọng. Đồng thời lắp hệ thống đèn chiếu sáng để tiện sử dụng vào ban đêm. Phần cửa chính của căn nhà được sử dụng chất liệu sắt kết hợp với kính cường lực. Và chủ nhà cũng bố trí một bệ xe để các bạn tiện dắt xe lên. Ở phía sau cái lớp cửa sắt, chúng ta sẽ có một cánh cửa điện tử để tăng cái độ bảo mật cho căn nhà. Và đây chính là khu vực ở bên trong phần sân nhà. Căn nhà sẽ có phần sân được thiết kế theo kiểu sân trong. Và chúng ta có độ rộng lên đến 5m. Độ rộng này thì các bạn có thể đậu xe ô tô rất là thoải mái. Phần tường ở xung quanh thì cũng được viền một lớp gạch với tầm cao 1m8. Phần cửa chính được chủ nhà trang bị hệ cửa nhôm và nhôm cửa window, kính cường lực chống cháy chống ồn rất là tốt luôn. Phần mặt xung quanh cũng được viền một cái lớp gạch ceramic rất là sạch sẽ. Nhìn chung thì đây là một cái khoảng không gian rộng rãi thoải mái để các bạn có thể vừa đậu ô tô vừa đậu được xe gắn máy trong nhà, rất là tiện lợi. Phía trên phần sân cũng được lọc hệ thống la phong và lắp đèn led chiếu sáng. Và bây giờ mình đang có mặt ở khu vực phòng khách của căn nhà. Căn nhà có phòng khách được thiết kế với độ rộng lên đến 6m, giúp cho các bạn có được một cái khoảng không gian rộng rãi thoải mái để làm nơi tiếp đón bạn bè người thân mỗi khi họ đến viếng thăm nhà. Và phần cửa của căn nhà cũng được trang bị hệ thống rèm cửa với chất liệu rèm rất là dày, rất là tốt. Và phần tường ở xung quanh cũng được viền một lớp gạch với tầm cao 1m8. Phía trên trần của phòng khách sẽ là hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và nằm ở phía cuối phòng khách sẽ là cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Ở bên dưới chân cầu thang chúng ta cũng sẽ có một khoảng không gian trống. Khoảng không gian này các bạn có thể tận dụng để mình lắp các hệ tủ gỗ dùng làm nơi chứa những cái món đồ ít dùng, cũng rất là tiện lợi luôn. Hoặc là mình có thể lập thành một cái nhà kho mini. Và ở phía bên phải phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang được thiết kế rộng rãi với độ rộng khoảng 1m6. Ở bên trái hành lang, ngay bên cạnh cầu thang, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh dùng chung. Căn phòng có không gian cũng rộng rãi thoải mái. Bên trong cũng được ốp một lớp gạch với tầm cao 1m8. Và chúng ta cũng sẽ có bồn cầu, rồi vòi sen, labo và gương soi. Cửa phòng cũng là cửa nhôm window kết hợp với kính mờ. Và nằm ở bên cạnh căn phòng vệ sinh, chúng ta sẽ có căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Căn phòng được thiết kế với chất liệu cửa nhôm, kính mờ. Đây là không gian bên trong. Bên trong chúng ta cũng sẽ có một phần tường được viền một lớp gạch với tầm cao 1m8. Và căn phòng sẽ có tổng diện tích là 10m². Bên trong phòng cũng sẽ có một hệ cửa sổ chất liệu là cửa nhôm, kính mờ. Từ cửa sổ này các bạn sẽ dễ dàng quan sát ra được khu vực phòng bếp của căn nhà. Phía trên trần của căn phòng được trang bị hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và nằm ở phía cuối tầng trệt, chúng ta sẽ có một căn phòng bếp. Căn phòng bếp được thiết kế với một không gian rộng rãi thoải mái.
lên đến gần 30 m². Tại đây thì chủ nhà cho bố trí một cái kệ bếp, chậu rửa, và họ đã xây một cái tủ bếp nằm ở đây. Tủ bếp này xe theo phong thủy của chủ nhà, cho nên nếu các bạn không thích thì mình có thể đập bỏ và mình lắp cái hệ tủ gỗ ở phía trên đây cũng rất là tiện lợi luôn. Ngay ở vị trí chậu rửa của phòng bếp, chúng ta sẽ có cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và ở góc phải phòng bếp sẽ là một bệ rửa cùng với hệ thống máy bơm. Và đặc biệt ở phía bên dưới phòng bếp, chúng ta sẽ có một bồn chứa nước. Bồn này thì dung tích khoảng 1.000 lít. Phía trên trần của phòng bếp sẽ là hệ thống chạm thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và ở phía cuối phòng bếp, chúng ta cũng sẽ có một cánh cửa hậu với chất liệu cửa sắt. Cánh cửa này sẽ dẫn các bạn đi ra một cái con hẻm kỹ thuật có độ rộng 2 m nằm ở phía sau nhà. Từ vị trí của hẻm này thì các bạn có thể dễ dàng quan sát được phần mặt sau của căn nhà. Tiếp theo, xin mời các bạn lên tham quan khu vực tầng 1 của căn nhà. Nhìn chung thì đây là một căn nhà có lợi thế về chiều dài. Chiều dài của nó lên đến 23,71 m, tức là chúng ta có gần 24 m. Đây là cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Cầu thang với tay vịn bằng gỗ và chất liệu gỗ căm xe. Các bạn lên xuống được lát đá hoa cương rất là sạch sẽ. Phần tường ở xung quanh cầu thang thì cũng được viền một lớp gạch với tầm cao 1m8, giúp cho khu vực này nó sạch sẽ, dễ làm vệ sinh. Đây chính là cái khoảng không gian nằm ở giữa hai đoạn giao cắt của cầu thang các bạn. Và bây giờ mình đang có mặt ở khu vực tầng 1 của căn nhà. Ngay vị trí phía trước hai phòng ngủ, chúng ta sẽ có một mảng tường được ốp một lớp gạch với tầm cao 1m8. Nằm ở phía cuối tầng 1 sẽ là căn phòng ngủ thứ hai với thiết kế cửa gỗ căm xe. Đây là không gian bên trong căn phòng. Chúng ta sẽ có một căn phòng rộng rãi thoải mái với tổng diện tích lên đến 22 m². Phần tường cũng được viền một lớp gạch với tầm cao 1m8, rất là sạch sẽ. Phía trên sẽ là hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và bên trong phòng chúng ta cũng sẽ có hệ cửa sổ lớn để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài, và một cánh cửa hậu để các bạn có thể đi ra phần ban công sau. Cả cửa sổ lẫn cửa hậu đều được trang bị rèm cửa. Các bạn, chúng ta sẽ có một cánh cửa là cửa nhôm window kính cường lực, và chúng ta sẽ có một cái ban công nho nhỏ nằm ở phía sau tầng 1. Ban công này có độ rộng khoảng 1m2 và được bảo vệ bằng hệ thống lan can sắt ở phía trên cùng với phần tường rào bê tông cốt thép ở phía dưới. Từ đây thì các bạn có thể quan sát ra được khu vực ở phía sau nhà. Ngoài ra thì ở bên trong phòng, chủ nhà cũng cho trang bị một căn phòng vệ sinh ở bên trong. Căn phòng vệ sinh cũng với thiết kế cửa nhôm window kính mờ. Không gian bên trong thì cũng rộng rãi thoải mái như là căn phòng nằm ở tầng trệt. Chúng ta cũng sẽ có phần tường được ốp một lớp gạch với tầm cao 1m8, có vòi sen, rồi có bồn cầu, có lavabo, có gương soi. Và sau cùng, nằm ở phía trước tầng 1 sẽ là căn phòng ngủ thứ ba, cũng với thiết kế cửa gỗ căm xe giống như căn phòng thứ hai. Rồi chúng ta cũng sẽ có phòng vệ sinh ở bên trong với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Căn phòng thì cũng rộng rãi giống như căn phòng thứ hai, cũng có vòi sen, lavabo, gương soi, và phần tường cũng được viền một lớp gạch với tầm cao là 1m8. Và căn phòng cũng được thiết kế với tổng diện tích 22 m² như là căn phòng ngủ thứ hai. Và các bạn cũng có thể bố trí căn phòng này thành một căn phòng thờ cũng rất là lý tưởng luôn. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một phần tường được viền một lớp gạch với tầm cao 1m8 và có một hệ cửa chính cũng như là một ô cửa sổ nhỏ nằm ở góc phải để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Ở khu vực cửa chính của căn phòng, chủ nhà cho trang bị thêm hệ thống cửa sắt dạng cửa kéo ở bên trong. Bên ngoài chúng ta sẽ có cửa nhôm kết hợp với kính cường lực. Và phía trước tầng 1 chúng ta sẽ có một ban công với độ rộng 1m2. Phần bảo vệ là lan can kim loại kết hợp với các tấm kính cường lực. Ở đây thì các bạn sẽ có thêm một cái khu vực này để mình có thể bố trí trồng một số loại cây cảnh ở đây, rất là tiện lợi luôn. Và từ vị trí của tầng 1, chúng ta có thể dễ dàng quan sát xuống được vị trí của đường số 10, đoạn nằm ở phía trước căn nhà, cũng như là hai cái đoạn giao cắt nằm ở hai bên nhà luôn nè. Ở phía trên ban công, chúng ta cũng sẽ có một mái hiên
được lắp bằng led chiếu sáng để tiện sử dụng vào ban đêm. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn nhà tọa lạc trên mặt tiền đường số 10 thuộc khu đô thị Long Mỹ Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có kết cấu một trệt một lầu, diện tích ngang 5, dài 23,71, 118,5 m², thổ cư 100%. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc. Và hiện tại, chủ nhà đang chào bán căn nhà này với mức giá là 2 tỷ 700 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip, các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.